Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hùng Crypto. Nếu như bạn chưa tham gia hai nhóm Telegram và nhóm Zalo của kênh thì các bạn hãy bấm tham gia để nhận cái dự án kiếm tiền sớm nhất mới nhất. Mình sẽ cập nhật liên tục các cái kèo Arab uy tín chất lượng ở trên hai cái nhóm này. À, các bạn thân mến thì ở cái video ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật cho các bạn hai cái dự án. À, thứ nhất là mình sẽ cập nhật cho các bạn về dự án game hướng dẫn cho các bạn cờ lam cái số token VKP ở cái đợt khai thác trước và một số các cái thông tin mới từ cái dự án này và cái thông tin thứ hai ở cái video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là tìm cái ký tự bí ẩn và ba cái thẻ bí ẩn để nhận về 6 triệu cái điểm point hamster mỗi một ngày rồi trước tiên thì mình cập nhật cho các bạn về cái dự án game trước thì cái dự án game này thì chúng ta cũng đã tham gia khai thác cũng khá là nhiều cái đợt và cái dự án này thì nó sẽ chia ra nhiều cái đợt khai thác và mỗi một đợt khai thác thì nó sẽ có có thể nó sẽ có 100 triệu cái cái đồng ở VKP hoặc cũng có đợt thì nó là 100 triệu, cũng có đợt thì là 50 triệu uh, cái cái điểm uh, VKP. Và đây là cái điểm điểm POI các bạn nhé chứ không phải là token uh, VKP tức là cái đồng VKP và cái chữ P này là POI các bạn. Và ở đây thì chúng ta sẽ khai thác cái cái điểm POI này. Thì, uh, đây là một cái đợt mới, trước đây thì uh, Uh, đã có một cái đợt khai thác và đã kết thúc rồi thì uh, nhiều bạn vẫn chưa biết là vào đâu để chúng ta có thể là claim cái số điểm đó uh, về cái ví của chúng ta thì các bạn kích vào cái phần ôm ở đây này đó và các bạn chờ một chút xíu nó sẽ nhảy ra ngày hôm qua các bạn sẽ chưa thấy được cái phần mà cờ lam này đâu ngày hôm nay thì nó mới cập nhật cái phần cờ lam cái số điểm cũ trước mình khai thác đó. thì các bạn kích nút vào cờ lam cho mình này đó như vậy thì các bạn đã cờ nam xong và các bạn lưu ý ở bên dưới này thì nó có một số các cái nhiệm vụ mới thì chúng ta cố gắng chúng ta làm thì chúng ta làm cái này là chúng ta sẽ lấy cái điểm tích cái thẻ tích nó sẽ tổng hợp cái thẻ tích ở đây và nó có cái thẻ tích cơ này thì chúng ta sẽ nâng cái thời gian cờ nam lên đây ví dụ như mình đang nâng cấp lên là 67,5 mươi bảy năm vkp thì mình phải mới phải vào cờ nam một lần à, còn các bạn mới đầu mặc định là chỉ có 20 mươi uh, 20 không biết là 20 hay 10 năm cái điểm mà VKP ấy, thì các bạn sẽ phải vào Clam liên tục mà còn mình ở đây thì nâng cấp lên đến 67 thì sẽ lâu phải Clam hơn thì chúng ta cố gắng chúng ta làm cái nhiệm vụ này chúng ta chơi game để chúng ta kiếm cái ticker này để chúng ta nâng cái poster lên các bạn nhé đó và ngoài ra thì chúng ta có thể là mời bạn bè tham gia và ở đây thì chúng ta có một cái spin đấy chúng ta sẽ được hàng ngày chúng ta sẽ được quay miễn phí thì các bạn kích vào spin này đó nó sẽ quay luôn cho chúng ta. lấy cái phần thưởng đó là cái điểm poi luôn cũng như là cái đồng USDT. Nếu như chúng ta may mắn thì chúng ta có thể là vào cái phần 20 đô này là chúng ta có thể rút được luôn. Đó. Đây mình sẽ quay một thêm một lần nữa nhé. Đó như vậy là mình cũng kiếm được thêm 40 cái điểm cái ticker. Ticker này thì sẽ sử dụng để nâng cấp cái botter lên. Rồi. Tiếp theo là cái phần này là cái phần mà lộ trình của các bạn Đây Hiện tại thì nó vẫn đang chưa cập nhật, các bạn có thể thấy cái thố dư của mình ở đây Các bạn nhấn vào phần wallet này Wallet này, cái USDT này chính là cái phần thưởng mà mình quay uh, Quay từ cái vòng quay may mắn kiếm được nhé Các bạn kích vào biểu tượng Avatar ở đây này Đó thì các bạn sẽ thấy được rằng là uh, Số tiền uh, Tiền đô của mình đang có ở đây là 1.21 đô từ cái việc quay vòng quay may mắn và what point, what point của mình tức là VKP á tức là ở đây là mình đang có 28,6 28.635 à, cái điểm point ticker của mình là 935 ở à, đây là mình giải thích thêm cho các bạn để các bạn có thể hiểu được về tại sao mà chúng ta lại có những cái số dư như thế này và số dư này thì nó có tác dụng như thế nào thì mình chia sẻ cho các bạn đó và các bạn kích vào đây thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta cái link mời thì các bạn copy cái link này chúng ta chia sẻ mời bạn bè tham gia và đây là tem của mình nhé đó và cái dự án này thì hiện tại thì vẫn đang cho chúng ta uh, khai thác đây vẫn cho khai thác và cứ các bạn cứ kích vào đây cho mình này các bạn kích vào đây để uh, khi kết thúc phiên thì các bạn cứ kích vào đây một lần là nó sẽ nó chạy khai thác ở đây uh, các bạn sẽ nhìn thấy cái máy khai thác nó đang chạy như thế này tức là máy của các bạn đang hoạt động rồi nhé ok thì uh, mình uh, sẽ quay sang cập nhật cho bạn về thông tin về cái dự án Hunter Combat Quay trở lại với dự án Hunter Combat thì chúng ta sẽ tìm đi ký tự bí ẩn của ngày hôm nay. Ký tự uh, bí ẩn của ngày hôm nay của chúng ta sẽ là chữ FOMO. Nay chúng ta sẽ giải cái chữ FOMO nhé. Chữ FOMO này. Đó, chữ hôm nay thì cũng khá là đơn giản. Uh, chữ chúng ta sẽ tìm đến cái chữ F trước này. Chữ F trước là sẽ là một sẽ là hai chấm một gạch một chấm o chữ này hình như mình nhớ là giải rồi thì phải ba gạch này o sẽ là ba giữ như các bạn nhé tiếp theo chữ m thì sẽ là hai hai giữ hai gạch tương đương với hai giữ các bạn nhé và chữ o thì tương tự như bên trên này là ba gạch đó rồi ok thì bây giờ chúng ta sẽ đi giải nhé đầu tiên thì sẽ làm hai sẽ là chữ f trước sẽ là hai chấm một giữ một chấm F này chữ O là 3 giữ 1 2 3 giữ này tiếp theo là chữ M là 2 giữ chữ O là 3 giữ Ok như vậy giải xong cái chữ FOMO rồi các bạn nhé à, giải thưởng này à, như vậy là chúng ta đã nhận thêm 1 triệu cái điểm point và đó, đánh tích như này là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này ở đây chúng ta có hai cái nhiệm vụ ba cái nhiệm vụ thì hoàn thành hai nhiệm vụ nhiệm vụ điểm danh hàng ngày ấy, và giải quyết ký tự này cuối cùng là tìm ba thẻ bí ẩn chúng ta sẽ quay sang tìm ba cái thẻ bí ẩn của ngày hôm nay nhé đó, thì thẻ hôm nay thì các bạn kích vào cái phần chữ cái lê gần cho mình này chúng ta sẽ tìm đến cái thẻ cái thẻ của chúng ta hôm nay nó sẽ là cái thẻ mới và thẻ tu cây tu cây ở đây là chúng ta phải mời một bạn, đây thì bắt buộc chúng ta phải mời một bạn thì chúng ta mới hoàn thành được cái thẻ này. Với cái thẻ này thì mình chưa mời được bạn bè cho nên là mình chưa thể mở được cái thẻ này. Đây là một cái mời bạn mới nhé, nó không tính cái bạn cũ các bạn mời trước đâu, mà nó sẽ tính cái bạn mời ngày hôm nay. OK, bây giờ thì chúng ta sẽ tìm cái thẻ thứ hai. Thì các bạn kích vẫn ở cái mục gần nhé, các bạn sẽ kéo xuống này. Đó, cái thẻ thứ hai của chúng ta nó sẽ là cái thẻ uh, Asia đấy, các bạn bấm vào đây. OK như vậy là chúng ta mở được cái thẻ đầu tiên đấy. Còn cái thẻ thứ hai đó sẽ nằm ở cái mục này, mục này thì chúng ta sẽ phải mời một bạn thì chúng ta mới hoàn thành được cái nhiệm vụ này. À, và cái chúng ta sẽ đi tìm cái thẻ thứ ba nó sẽ nằm ở đây. Các bạn kéo xuống cho mình này. Đây nó sẽ là nằm cái thẻ này nhé và mở cái thẻ này chúng ta sẽ phải tiêu mất 16 triệu nếu như các bạn chưa mở cái thẻ này thì chúng ta sẽ mất ít hơn đó ở đây thì mình sẽ mở nhé à, cái nhiệm vụ này chúng ta bắt buộc ngày 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 chúng ta phải mở thẻ các bạn nhé chứ không phải là à, không phải là chúng ta thấy nó à, lỗ thì chúng ta không mở đâu và đây nó sẽ là cái nhiệm vụ bắt buộc à, sau này thì có thể nó sẽ tính những cái, cái số uh, số điểm mà chúng ta làm từ các cái nhiệm vụ mở thẻ này thì chúng ta tính ấy, thì cũng có thể là như vậy á cho nên là hàng ngày cái nhiệm vụ này là chúng ta bắt buộc là chúng ta phải mở rồi sẽ còn một cái nhiệm vụ là mời bạn bè nữa thì mới hoàn thành được ba cái ba uh, cái thẻ đó cái thẻ cuối cùng là nó sẽ nằm ở cái bục legend gần này nó nằm ở đây đó, bắt buộc là phải mời một bạn thì mới hoàn thành được cái nhiệm vụ này có thể là cái nhiệm vụ này là không phải hoàn thành được rồi ok video này thì mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau nhé.